Hành trình qua cánh đồng chết, số 22, tác giả Chanrithi Him. Chị Ra liếc mắt nhìn tôi, rồi nhìn Bốc. Tôi chú ý đến phong cách điềm đạm của chị, phong cách mà trước đây chị thường biểu lộ khi có khách đến nhà. Đó là cách mà mọi đứa con gái Campuchia được dạy khi xử sự trước mặt khách. Phải vừa phải, nhẹ nhàng. Những cách xử sự này rất nghiêm ngặt, kiểu cách. Đến nỗi khi còn nhỏ, chúng tôi không bao giờ được ăn cơm với khách. Ngay cả đến bây giờ, tôi còn thấy vẻ bẽn lẽn, sụt rè nơi cách chị ăn, mặc dù hiện chúng tôi đang ăn trước mặt Bốc, một người lạ tốt bụng. Nhưng với tôi thì cái đói không còn làm cho tôi rụt rè nữa, tôi tiếp tục nuốt thức ăn. Tôi biết mắt Bốc đang nhìn chúng tôi, mặc kệ, tôi chẳng cần nhớ phong cách ăn của Campuchia cũng như mọi thứ quy củ văn hóa như đừng cạ muỗng vào đĩa khi xúc cơm, đừng ăn quá nhanh trước mặt người lạ, phải nhìn những người khác ăn thế nào để ăn cùng nhịp với họ. Ngày nay, tất cả những điều đó không còn áp dụng cho tôi nữa. Tôi đã học rất kỹ và điều chỉnh cho thích hợp với sự khan hiếm thức ăn ngày nay. Câu ngạn ngữ tôi thường nghe người lớn nói, theo sông tùy khúc, theo nước tùy miền. Người ta phải thích nghi với hoàn cảnh của mình để sống sót, và tôi đang điều chỉnh mình để thích hợp với môi trường mới, một thế giới trong đó cả nghi thức cũng như sự lễ phép đều không còn cần thiết, thậm chí còn bị cấm đoán. Thay vào đó, sự hung bạo là luật lệ cai trị mọi người, một luật lệ được thiết kế để phá vỡ linh hồn chúng tôi nhân danh cách mạng. Đã một tuần lễ kể từ khi chúng tôi đến nhà kho của Bốc. Mặc dù ông ta làm việc cho Khmer Đỏ, Bốc không có trái tim bằng đá giống như họ. Lòng tốt trong con người ông làm tôi thấy nhẹ người. Chị Ra không đến chỗ tôi và tôi không thể chờ được nữa. Trong suốt những giờ không ngủ, tôi đều nghĩ về hình ảnh thức ăn chúng tôi đã ăn ở nhà Bốc. Cơm, cá hun khói, canh bí, đọt măng, xả và củ nghệ. Trong trí, tôi như đã ở nhà Bốc rồi. Ngày hôm sau tôi chuồn đi một mình. Lần này tôi nghĩ mình có thể bước nhanh bằng chị Ra. Trước khi nhận ra tôi đã đến bờ sông và không còn phải sợ leo xuống bờ dốc hoặc bị Khmer Đỏ bắt giữ. Chỉ có thức ăn là mục tiêu duy nhất của tôi. Vội vã tôi lội qua sông, không cần chị Ra giúp, cũng như chẳng cần cây gậy. Trống nữa, nước lên dần dần đến đầu gối, ngực, miệng, rồi tai tôi. Nước sộc vào mũi tôi. Tôi vội vã đưa tay lên khỏi mặt nước. Tôi bịt mũi, nghiêng đầu. Tôi đạp chân, đẩy người về phía trước. Người hơi nổi lên, miệng tôi hớp lấy một hớp không khí. Mặt tôi nhô lên khỏi mặt nước, dán vào mục tiêu. Mực nước thấp lại, xuống ngang cổ. Tôi vội vàng nuốt lấy không khí. Bây giờ đã an toàn trên đất cứng, tôi nhìn lại dòng nước và thấy sợ cho chuyến trở về. Nhưng tôi phải ăn trước cái đã. Nơi nhà kho, Bốc ngạc nhiên lo lắng. Ara có đến không? Không ạ, tôi trả lời, giọng tôi rung lên theo thân thể đang run rẩy. Cháu đợi ở đây, Bốc ra lệnh, đưa tay chỉ nền xi măng. Ông trở lại ngay, bước nhanh vào nhà kho với thức ăn, chán nhăn tít lại. Nhanh lên, ăn đi. Phần còn lại thì mang về, nhớ cẩn thận đấy. Tôi xúc cơm ra đĩa, nuốt vội với khúc cá nướng. Xong tôi gói mọi thứ vào khăn, rồi chạy đi. Trở lại dòng sông, cái thân thể gầy còm của tôi phải ra sức chống chọi với dòng nước. Chân tôi cũng vậy, phải đạp liên hồi để đẩy tôi lên phía trước. Đưa lên khỏi nước, tay phải tôi cầm thức ăn gói trong bọc, còn tay trái thì bịt mũi. Còn một khoảng ngắn phía trước, bờ sông dốc đứng đang đợi. Mình sẽ không bao giờ qua đây nữa, tôi tự nhủ, nhẹ nhõm vì đã sống sót ngày hôm nay.
nhưng cái đói có quyền lực rất lớn, là tiếng nói yên lặng nhưng mạnh mẽ trong tôi. Chỉ vài ngày sau là nó lại ra lệnh cho tôi trở về khu 3. Khi mọi người đều đi làm, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra dòng sông. Ra đến bờ sông, tôi choáng người khi nhìn thấy dòng nước căng phồng lên, lượng nước đã gấp đôi và đang tiếp tục dâng lên. Mình không thể đi qua con sông này được. Tuy vậy, nỗi tuyệt vọng kéo tôi về phía chiếc cầu sơn xanh. Đến gần, tôi đi chậm lại, bước thong thả. Đứng trên cầu, mắt nhìn lên trời, tôi giả bộ đang quan sát cấu trúc nghiêng của cây cầu. Trông giống như một nhóm chữ X nối liền với nhau bằng một cây xà dẹt trên đỉnh. Tôi cứ đứng ở đó và đợi xem có ai đến hỏi tôi đang làm gì ở đây. Tôi đợi, đợi mãi, nhưng không thấy ai tiến đến cả. Tôi quay đầu nhìn dòng nước lấp lánh phía dưới, hơi yên tâm. Lòng tôi dục tôi tiến lên phía trước, hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ nữa. Tôi bèn chạy vội qua cầu và vọt lên bờ sông dốc chỗ gần cầu. Sau đó ngồi bệt tụt xuống phía bên kia, dừng lại nơi một bụi cây trước rừng. Định phủi đít đứng lên thì tôi nghe tiếng đàn ông và tôi lại ngồi sụp xuống. Tôi đang chờ bị tóm, nhưng rồi chú ý thấy tiếng người vẫn còn ở xa, họ không đến chỗ tôi. Tò mò, tôi bò đến bụi cây kế tiếp. Từ đây tôi thấy ba người đàn ông mặc đồng phục đen, khăn quấn quanh cổ. Một người trong túp lều giống như trạm gác, mũi súng trường nhô ra sau vai. Hai người kia đứng ngoài trạm đối diện với ông ta. Tôi nhẹ nhàng đi đến nhà kho của Bốc. Khi tôi bước vào nhà, gặp ngay cái nhìn của Bốc, Săn và của một người đàn ông khác đang đợi. Bốc bước về phía tôi, mặt ông tái xanh vì giận dữ. Có ai khác đi cùng với cháu không? Ông hỏi gấp. Chỉ có cháu thôi, tôi lén lén trả lời, mắt nhìn xuống sàn, sau đó đưa mắt nhìn lên Săn và người đàn ông kia, chờ xem phản ứng của họ. Mặt họ biểu hiện sự lo ngại. Trời, cháu liều quá, Bốc kêu lên. Ông nhìn tôi không tin. Làm thế nào cháu đến được đây? Cháu chạy qua cầu. Bốc lắc đầu, chống tay lên hông. Thế cháu không sợ bọn cán bộ gác ở đầu cầu à? Nếu họ bắt được cháu, họ sẽ tra tấn cháu đấy. Cháu không biết à? Rồi họ sẽ hỏi bác, tại sao cháu đến đây? Họ có thể giết hết chúng ta đó. Cháu không hiểu sao? Giọng nói của ông làm cho tôi run rẩy. Đừng bao giờ trở lại đây nữa. Đừng bao giờ đi qua cầu nữa. Hôm nay có cán bộ cấp cao của Khmer Đỏ đến đây. Nguy hiểm lắm, hiểu không? Khi bình tĩnh lại, ông bảo Săn và người kia dẫn tôi đến một chiếc lều gần đấy. Ở đó chúng tôi phải thật im lặng khi ăn, không được nói chuyện, tuyệt đối không được gây một tiếng động nào. Căn lều này nhỏ, dựng trên cột, phía trước có thang để bước lên. Chung quanh toàn là cây cao, bóng che phủ hết lều. Nhà kho nằm gần đó, Săn và người kia đi lấy thức ăn. Ánh sáng mờ chiếu qua kẽ hở của tường bằng phiên tre. Tôi nhìn chăm chăm vào đó, như thể mạng sống của tôi tùy thuộc vào ánh sáng này. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Tôi quay đầu nhìn ra và thấy cửa nhẹ nhàng mở. Bóng một người mang chiếc nồi và một chiếc bát lớn hiện ra, rồi một bóng khác theo sau. Tôi thở mạnh, nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là Săn và người đàn ông kia. Họ đặt xuống sàn trước mặt tôi cái nồi cơm và cái bát canh với rau gì đen đen trong bóng tối, với một khúc màu trắng, có lẽ là cá. Một mùi thơm nồng khiến tôi ngạc nhiên, mùi nồng và chua của cá muối nấu với dưa chuột tươi sát lát. Miệng tôi trào nước bọt, bao tử cồn cào, còn nỗi sợ thì bay đi đâu mất. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn trong bóng tối. Mỗi người chúng tôi đều nhẹ nhàng xúc thức ăn và đặt vào miệng. Tôi chỉ nghe tiếng mình nuốt thức ăn. Những cử động bình thường trong bữa ăn bí mật này bây giờ lại làm tăng cơn sợ. Đột nhiên, tôi nghe tiếng của Bốc vang lên. Mạnh khỏe chứ, các đồng chí? Cũng bình thường vậy. Giọng một người đàn ông trả lời một cách nhẫn nại. Thế nào, việc sản xuất tốt hơn chứ? Miệng tôi cứng lại, đầu của Săn và người kia quay về phía tôi, nhưng rồi họ lại quay nhìn thức ăn trên sàn.
Tôi tưởng tượng những người cán bộ kia ùa vào trong lều, kéo tôi đi, trói ngược tay tôi. Chỉ sau khi tiếng của Pốc và các cán bộ của Khmer Đỏ xa dần, tôi mới dám nuốt miếng thức ăn cuối cùng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mấy người ở đây thất kinh khi trông thấy tôi. Hiểu được việc tôi có mặt tại đây có thể mang lại khó khăn cho họ, tôi đột ngột đứng dậy ra về. Em đem theo ít cơm nhé, săn dục. Anh cũng đứng dậy. Đợi một lát, người kia nói giọng điềm tĩnh. Đây, chúng tôi gói một số thức ăn. Họ đi ra ngoài để xem xét lúc nào thì tôi có thể về bên kia an toàn. Họ lại dặn tôi ngồi yên và đợi. Ngồi một mình trong lều, tôi lặng lẽ khóc. Tôi không biết mình khóc vì lòng tử tế của họ hay chỉ vì tôi quá sợ hãi. Liền sau đó, có tiếng chân chạy nhanh, làm rung cả lều. Tôi nhỏm dậy, nửa đứng nửa ngồi. Mau lên, đi ra mau lên, giọng thì thào khẩn cấp. Tôi lạnh cứng cả người. Đi theo tôi, ổn cả. Tôi lướt ra khỏi nhà và thấy Săn đã bước xuống khỏi thang. Tôi bước theo, người run rẩy. Hướng tới mặt đất, Săn liền kéo tôi nấp vào sau thân cây. Họ vẫn còn ở trong nhà kho. Anh thì thào. Khi nào tôi nói đi thì em chạy liền nhé. Nếu có trượt té thì đừng khóc đấy. Cặp mắt đen của anh như muốn nói có hiểu không. Em không té đâu, tôi nói lắc đầu, nhưng nước mắt tôi lại trào ra. Từ cây này sang cây khác, từ bụi này sang bụi khác, tôi chạy với anh theo sự hướng dẫn của anh. Rồi đột ngột anh nói, thôi tôi trở lui. Chúng tôi đi với em chỉ đến đây thôi, cẩn thận đấy. Tôi nhìn anh biến mất, tôi khóc vì sợ. Tôi cầu nguyện trời, xin linh hồn Mắc và Pa che chở cho tôi. Tôi cầu nguyện thầm, đọc đi đọc lại trong đầu, và như thể có một linh hồn hướng dẫn, cơn sợ của tôi tan đi. Và tâm trí tôi lại tập trung vào việc trở về khu vực của mình an toàn. Thân thể nhẹ tênh, thoải mái khi chạy qua rừng và leo lên bờ sông rồi qua cầu, để lại khu vực ba nằm phía sau. Bây giờ an toàn trên khu vực của mình, tôi quay lại nhìn rừng cây, nơi có căn nhà kho và túp lều, nơi mà ký ức của tôi sống dậy. Mọi ký ức về những người tốt và về chị Ra, người đã mang tôi đến với họ. Chương 11. Lời hứa. Bây giờ là cuối năm 1977, vì một lý do nào đó, tôi được gửi đến một trại mới nằm lọt giữa các ruộng lúa rộng cùng với một nhóm trẻ em. Giống như nhiều trại lao động khác, trại này cũng vô danh như những con người đang làm việc trong đó. Tôi cũng không biết chúng tôi đang ở đâu và nơi này gọi là gì nữa. Từ sáng tinh mơ cho đến hoàng hôn, công việc của tôi là đuổi chim bay khỏi đồng lúa vàng. Bây giờ đang giữa buổi sáng và mặt trời đang chiếu xuống. Ngay lúc này, thời tiết dễ chịu và ấm áp. Nhưng vào buổi sáng sớm, tôi luôn luôn bị lạnh vì chiếc áo tôi mặc không đủ ấm. Còn chiếc kia thì tôi để trong lều, dùng để thay cho ngày kế tiếp. Sương sớm đọng trên những lá cỏ mọc trên bờ ruộng, bám vào đôi chân trần của tôi, càng làm cho buổi sáng sớm lạnh không chịu nổi. Khi mặt trời chiếu sáng, tôi dang hai cánh tay ra như một con gà con mới nở đang vươn cánh. Đứng thẳng người, tôi cựa quậy, hai bàn tay chà vào nhau, miệng hà hơi thổi phù phù vào hai bàn tay cho ấm. Nơi chân trời xa xa, giữa đám ruộng, tôi thấy bóng những người lớn tỏa ra gặt. Ở xa, trông đầu của họ như nổi bồng bềnh trên ruộng lúa. Vừa khi con người dậy làm việc thì chim chóc cũng vậy, sẵn sàng bắt đầu một ngày kiếm ăn của mình. Chưa chi chúng đã bay lên ào ào như những làn sóng đen kịt. Chúng trao liệng trên ruộng lúa một lúc như để chọn lựa cây lúa nào chín tới mới làm việc. Chúng vừa hạ cánh xuống thì đám trẻ con ùa về phía bầy chim. Đầu của đám trẻ nhấp nhô giữa ruộng lúa. Chúng đuổi theo chim, miệng hô su su, những cánh tay nhỏ xíu hơ hơ lên trời để đuổi đàn chim. Bầy chim túa lên, kêu lên những tiếng chít chít dữ tợn rồi bay sang ruộng khác, đám ruộng của tôi.
Thế là tôi cũng chạy về phía chúng, miệng tôi cũng su su. Tôi hò theo tiếng vang của đám trẻ kia, tay tôi vung vẩy lên trời để làm cho chim sợ. Tiếng cười bật ra trong không trung khi đàn chim bay từ ruộng lúa này sang ruộng lúa khác. Bây giờ nó giống như trò chơi hạ cánh, xua đuổi. Chim kêu chí chóe, còn chúng tôi thì cười vang. Từng giọt mồ hôi chảy ướt cả trán tôi. Tiếng cười đó là thứ thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không hề cười. Tôi thấy mình sống lại như một cô gái nhỏ, mặc dù nay tôi đã 13. Phần ăn được cải thiện, khá hơn hồi ở làng. Tôi bèn nghĩ về gia đình và ước chi có họ ở đây. Hàng đêm tôi nao nức đến cháy lòng, mong họ được hưởng những gì tôi có, cơm và canh nấu với rau. Tôi tự hỏi, không biết bây giờ chị ra ở đâu, chị còn ở trại giáp với khu 3 hay chuyển đi nơi khác rồi. Tôi cũng ước phải chi Avi, Vin, Mark và Pa còn sống. Mark hẳn sẽ sung sướng nếu được ăn cơm với muối. Có được cơm với muối để ăn thì sướng bằng lên trời. Tôi nhớ mãi câu nói của mẹ, mắt mẹ rực lên niềm ao ước. Đêm xuống, nằm trên chiếc giường đất lót cỏ khô trong căn lều nhỏ, tôi lại nghĩ về Mark, hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt, sưng vù của bà ở bệnh viện Trúc lại hiện lên trong đầu tôi như một giấc mộng. Dường như Mập và tôi chỉ mới đến thăm mẹ vài ngày trước, thế mà nay mẹ đã mất rồi. Bây giờ sức khỏe của tôi đã khá hơn, trí óc tôi cho phép tôi đi ngược lại thời gian lúc còn sống với mẹ. Bồng bềnh trôi vào giấc ngủ, tôi khao khát được nói chuyện với mẹ, ao ước bà có mặt ở đây với tôi. Mark xuất hiện, ngồi giữa tôi và Mập ở cuối cái bàn gỗ sồi, giống như cái bàn để thuốc của Pa, nơi nhà chúng tôi ở Nông Pênh. Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ mờ, tôi bị hút hồn vì sự xuất hiện của mẹ. Vẻ mặt của bà đẹp và khỏe mạnh, y hệt thời còn ở Nông Pênh ngày trước. Khi bà nhìn tôi chú ý đến vẻ buồn sâu xa nơi khuôn mặt đẹp ấy, đóng khung trong làn tóc đen trải mượt. Tôi ngừng đút cháo cho Mập, đặt muỗng xuống đĩa và đứng dậy ra khỏi ghế. Tôi nhẹ nhàng đi lại phía Mark, nhưng trước khi tôi kịp nói điều gì, bà đã bồng bềnh bay lên trên trần. Mark van nài, "A Thi, con chăm sóc em trai con, hãy cho nó ăn, con mẹ, săn sóc nó cho mẹ, hứa với mẹ đi." "Mark, con muốn." "Hứa với mẹ đi." Mark ngắt lời tôi trước khi tôi nói xong điều tôi muốn nói. Trông mặt bà rất buồn thảm và tôi nhìn bà chăm chăm. "Con xin hứa." Tôi trả lời, tôi chỉ mong muốn cho vẻ buồn thảm trên mặt bà biến mất đi. Tôi muốn nói cho mẹ biết vì sao tôi không thể đến săn sóc bà ở bệnh viện Trúc. Nhưng tôi vừa mới hứa với mẹ thì bà đột ngột biến đi, cũng giống như lúc bà xuất hiện vậy. "Mark ơi! Mẹ, hãy trở lại." Tôi khóc nức nở, cố tìm kiếm bà. Mở mắt, tôi thức giấc trong bóng tối. Mình đang ở đâu? Tôi tự hỏi. Tôi quay đầu, âm thanh lạo xạo của cỏ khô dưới lưng làm tôi nhớ lại dần. Rồi nhớ ra tôi đang ở trong lều, không phải ở nhà, ở Nông Pênh, với Mập hay với Mark. Mark là thật. Mẹ đã nói chuyện với tôi. "Mẹ ơi, có phải mẹ trở lại để nói với con điều mẹ không thể nói trước khi mất? Mẹ ơi, xin mẹ nói lại với con một lần nữa. Con đang đợi mẹ." Nhưng mẹ không trở lại. Thay vào đó, một giọng nói chắc nịch đánh thức tôi. "Dậy đi, đến giờ làm việc rồi." Tiếng đập vào vách lều kêu lách cách. Cái bóng quen thuộc của đồng chí Torimita, trưởng đoàn của tôi, thò vào lều. Khi tôi bò ra khỏi lều thì bà ta đã biến mất. Bây giờ mới là sáng sớm, trời còn chập choạng. Lại bắt đầu một ngày chạy đuổi theo chim trên ruộng lúa. Tôi mệt nhọc nghĩ. Ít nhất thì ở đây cũng không có bọn chỉ điểm rình mò chúng tôi. Tôi có cả một ngày của mình cùng với những đứa trẻ khác. Torimita, một nơi rất đầy,
tức là một cán bộ Khmer đỏ, xuất thân từ vùng Tây Nam Campuchia, không giống như các trưởng đoàn của tôi trước đây. Cô ta chưa bao giờ la mắng tôi khi thức dậy đi làm việc chậm. Cô khoan dung và hiểu biết. Có lẽ cô chỉ mới ngoài 20, với khuôn mặt điềm đạm và đôi gò má tròn trĩnh. Mắt cô đậm và to, mặt cô trắng, tương phản với bộ đồng phục màu đen mới, sáng hơn nhiều phụ nữ nơi đất đầy khác. Mái tóc đen xoăn tự nhiên, ôm lấy tai và gò má. Cô thấp người, vì thế cổ cũng vậy. Cô trông như không có cổ, như thể đầu mọc từ vai ra vậy. Mặc dù không đẹp, tính tình dễ thương của cô khiến cho người ta dễ gần gũi. Nhiều tháng nay, người ta thì thào về những vụ giết chóc khủng khiếp xảy ra ngay sau khi vị Neraday đến Dapo và những làng khác quanh tỉnh Bát Tam Băng ở phía tây của Campuchia. Mục đích của họ là nắm lấy quyền ở đây và thanh trừng các lãnh đạo của Khmer Đỏ địa phương. Mặc dù Angkor cấm dân chúng nói về chuyện này, nhưng tiếng xì xào về các mệnh lệnh hành quyết những người lãnh đạo này vẫn lan truyền như mùi nồng nặc của chuột chết. Việc giết chóc này làm cho tôi nhớ đến câu nói của người Campuchia: lấy thúng che voi chết. Theo người ta nói, voi ở đây chính là Ta Vai, người lãnh đạo Khmer Đỏ cao nhất, coi sóc việc xây dựng các con kênh thủy lợi và các đập ở phía tây của Campuchia. Ông ta cùng nhiều người khác bị bắt, bỏ vào trong bị rồi cho xe máy kéo cán lên. Theo người Neraday cáo buộc, tội của ông ta là xây một con đập về hướng Thái Lan để ông ta và những người đồng mưu có thể theo đó mà tẩu thoát. Chấn động vì tin này, tôi tự hỏi tại sao Ta Van và những người kia lại muốn chạy trốn. Họ sợ điều gì? Những giây phút cuối cùng đối với họ hẳn là khủng khiếp lắm, khi tiếng ủng ục của bánh xe máy kéo tiến lại gần, làm rung chuyển mặt đất rồi nghiến nát họ. Người ta bảo rằng Neraday là một người dễ sợ, nhưng tôi cảm ơn trời vì Thoremeta không giống cách miêu tả đó. Nhiều ruộng lúa đã chín vàng, hạt lúa nặng chúc đầu xuống chân. Phụ nữ được gửi đến đây để lo việc gặt và xay lúa. Lều của họ mọc lên cạnh chiếc cầu gỗ như nấm mọc sau cơn mưa phùn. Nơi xay lúa nằm cách lều tôi khoảng nửa dặm. Phía sau đó, phụ nữ lo việc sẩy chấu khỏi gạo vừa xay xong. Tay họ ôm nghiêng thúng gạo, tay trước tay sau, ngón tay thì xòe ra trên mép thúng để vỏ chấu rơi ra, tách khỏi những hạt gạo trắng. Bên trong lều, những phụ nữ khác thì lo sẩy chấu trên một chiếc chiếu rộng. Họ chăm chỉ hua chiếc nia theo một vòng tròn đều đặn và những hạt gạo lọt xuống những lỗ nhỏ trên nia. Trước suất ăn chiều tôi rất đói, vì thế tôi đứng nấn ná trước lối vào lều. Thấy không có ai la dầy, tôi nhích dần lại các đống gạo rồi lấy tay bốc vài hạt bỏ vào miệng. Mấy đứa bé khác cũng làm theo, vừa liếc nhìn những người phụ nữ kia. Thấy vậy, mấy người đàn bà nọ đưa mắt nhìn cảnh cáo, trong khi tay vẫn bận rộn làm việc. Nếu cứ làm thế, chúng mày sẽ bị tiêu chảy đấy. Một người phụ nữ chịu trách nhiệm ở nơi này đưa ra lời cảnh báo. Mọi người gọi bà là đồng chí Moon. Bà độ ngoài 50 tuổi, người thấp khỏe với làn da sậm, tóc đen nháy, bên ngoài phủ chiếc khăn vải cũ kỹ. Tôi nhẹ nhõm vì bà cảnh cáo hàm ý chăm sóc, chứ không la mắng hay đánh đập gì. Tiêu chảy là chuyện sau, còn bây giờ tôi đang đói. Tôi nhai nát mấy hạt gạo, chất bột tạo ra vị ngọt thơm trong miệng. Lợi dụng sự rộng rãi của đồng chí Moore, chúng tôi lùa gạo vào trong túi áo hay bất cứ cái gì chúng tôi có, ngay cả trong tay. Thời tiết ngày càng nóng hơn, lúa càng chín nhanh hơn. Từng bao gạo chất đầy sát vách quanh lều. Những phụ nữ bây giờ bận tíu tít, họ toát mồ hôi vì lo xay sàng sẩy rồi đổ vào bao tải. Đột nhiên, một người gạt thúng thóc đang dây sang một bên. Ôi chào, tôi không còn chịu nổi nữa, tôi đến đái trong xà rồng mất. Bà bước lảo đảo do chân tê vì ngồi quá lâu.
có ai cấm chị đi tiểu đâu. Đồng chí Moore vừa nói vừa cười, mắt sáng, thái dương nhớp nháp vì mồ hôi và bụi, trong khi hai tay bà vẫn mạnh mẽ dây gạo. Những người khác đưa mắt nhìn bà, miệng thoáng cười. Tôi đưa mắt nhìn cái thúng đặt cạnh chồng gạo và ra chỗ mới để chống cạnh người phụ nữ. Hăng lên, tôi nhảy vào chỗ đó, chút chỗ gạo còn dính chấu vào mủng, rồi cầm mủng lên dây. Tiếng dây gạo chung quanh ngừng lại. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy là tiếng dây gạo của tôi. Tôi cảm thấy lo trong lòng, không biết bà Moore có la mình không. Nhìn con bé kìa, nhỏ thế mà đã biết dây gạo như người lớn. Đồng chí Moore nói với vẻ ngạc nhiên. Thế mà nó không phải là một đứa trẻ ở nông thôn đâu nha. Đứa trẻ ngoan là tiếng mà đồng chí Moore gọi tôi. Bà hỏi tôi học nghề này từ ai. Tôi nhìn bà rồi nhìn mọi người. Do quan sát mẹ tôi làm mà tôi học được. Tôi giải thích. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.